Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Lãnh nhận và truyền bá giáo huấn của Đức Giêsu thế nào? Luca chương 8 từ câu 16 đến câu 18. Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cả cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Bài tin mừng hôm nay chỉ có 3 câu có vẻ rời rạc. 3 câu này Thánh Luca đặt nằm ngay sau dụ ngôn về người gieo giống. Vậy ta phải hiểu các câu này trong bối cảnh của dụ ngôn trên. Một dụ ngôn nói về việc đón nhận hạt giống lời Chúa. Sống lời Chúa cách nghiêm túc là thắp lên một ngọn đèn. Vào thời xưa, người ta dùng đèn dầu làm bằng đất nung. Hẳn nhiên ý hướng của người thắp đèn là soi sáng. Ngọn đèn sáng để soi đường cho những kẻ khác vào nhà, những người chưa được biết đến các mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Vì thế thật vô lý nếu có ai sau khi thắp đèn rồi lấy cái hũ mà đậy lại, hay đặt ngọn đèn dưới gầm giường, dù có lúc ánh sáng đó như bị che khuất hay trở nên leo lét. Nhưng đời Kitô hữu vẫn mãi mãi là ngọn đèn sáng đặt trên giá đèn. Trong một thế giới mà bóng tối không ngừng vây bủa tấn công, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha trên trời. Dù có lúc họ phải sống ẩn núp trong hang tọa đạo, hay phải chịu sống như giáo hội thầm lặng, nhưng giữ bí mật hay che giấu lén lút lại không phải là thái độ thường xuyên của người Kitô hữu. Rồi đến ngày cái bí mật phải được vén mở, cái che giấu phải được đem ra ánh sáng công khai, chúng ta có những hiểu biết về Thiên Chúa, về thân phận con người, về ý nghĩa của khổ đau và cái chết. Chúng ta có đức tin và niềm hy vọng, có niềm vui và bình an.
chúng ta biết mình từ đâu đến và đang đi về đâu. Kỳ tự hữu không thể cất giấu kho tàng đức tin của mình được. Họ có nghĩa vụ phải chia sẻ trong một thế giới đang khát khao. Lời Chúa như nén bạc không được phép chôn giấu. Vậy, hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Có cách nghe kiểu về đường, nước, đổ lá khoai. Có cách nghe không bám rễ vì sỏi đá. Có cách nghe bị chết ngột vì cái tâm đầy vọng động. Nhưng cũng có cách nghe của người giữ chặt lấy lời, trong trái tim tốt lành và nhẫn nại. Ai nghe lời Chúa cách hữu ích, người đó sẽ được lợi ích thêm. Khi ta mở rộng cửa cho lời Chúa tác động, lời sẽ xâm nhập vào đời ta càng lúc càng mạnh mẽ. Còn ai cứng cỏi từ khước thì ngay từ đầu họ đã mất cả trì lẫn trài. Tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào thái độ tích cực dấn thân. Thái độ của Kitô hữu là đứng hẳn về phía ánh sáng. Nhiệm vụ của chúng ta là thắp sáng, chiếu sáng và đem ra ánh sáng, để những ngọn đèn nhỏ của ta dẫn nhân loại đến với ánh sáng Giê-xu. Chúa Giê-xu, tạ ơn Chúa đã cho chúng con ánh sáng mặt trời, mặt trăng và ánh sáng từ những nguồn năng lượng trên mặt đất. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng. Đó là vinh dự và cũng là một trách nhiệm nặng nề. Xin cho chúng con có khả năng đẩy lùi bóng tối của hận thù và bất công, của buồn phiền và thất vọng. Xin cho chúng con biết gìn giữ ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con và biết vâng theo những soi sáng của Chúa qua từng phút giây của cuộc sống. Giê-xu, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con. Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa.
Ngày 19 tháng 9, Thánh Januarius mất năm 305. Thánh Januarius có khi còn được gọi là Gennaro, là giám mục của Benevento nước Ý. Ngài chịu tử đạo trong cuộc bách hại đạo thực hiện bởi hoàng đế La Mã Diocleciano tháng 9 năm 305. Ngài bị chặt đầu cùng với các phó tế Festus, Sosius và Proculus, thầy đọc sách Desiderius và hai giáo dân Eutyches và Aquitius. Tất cả đều bị bắt khi đến thăm Sosius là phó tế và đang bị tù ở Bozzuoli. Sau khi bị bắt, họ bị quăng vào đấu trường để gấu xé xác, nhưng chúng không làm hại các ngài, bởi đó họ bị chém đầu. Thánh Januarius là quan thầy của thành Napoli nước Ý. Ngài nổi tiếng từ lâu vì máu của ngài hóa lỏng vào ngày lễ kính. Không ai có thể giải thích được sự kiện máu thánh nhân hóa lỏng xảy ra hàng năm khi ngày lễ này được cử mừng qua bao thế kỷ và đã có từ 400 năm nay. Lời bàn. Học thuyết Công giáo xác định rằng phép lạ có thể xảy ra và có thể được công nhận. Thật không khó đối với những ai tin vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự khó khăn là khi chúng ta phải quyết định xem sự kiện ấy hoặc không thể giải thích theo nghĩa tự nhiên hoặc không giải thích được. Chúng ta phải cố gắng tránh sự nhẹ dạ, là dấu chỉ của sự bấp bênh. Trái lại, khi các khoa học gia thích nói về tính xác suất hơn là luật tự nhiên, thì cũng không có gì là quá đáng khi nghĩ rằng Thiên Chúa rất khoa học để làm những điều kỳ diệu nhằm thức tỉnh chúng ta với những phép lạ hàng ngày qua chim muông, hoa cỏ hay mưa tuyết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.